Xin chào tất cả các anh em nha. Video hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ dự án Revo Valencia nha tất cả anh em. Để mình check thông tin website nó một chút xíu nha tất cả anh em. Anh em chờ chút xíu à. Mình nào giờ mình ít có câu giờ thời gian lắm anh em. Đây thì mình thấy dự án này mình giờ mình check cho tất cả anh em xem. Dự án của nó là các anh em chịu trách nhiệm quảng cáo về nhà dân được. Sao mà cái dự án của nó của một website nó không có cái gì chân để toàn những cái loại hacker không mà tờ mình cũng không hiểu thôi. Thì mình làm lại cho các anh em. Đây là một dự án đi tham gia dán các bạn click bằng link mô tả mình bấm nút start để chat chatbot nha mà. Rồi các bạn chờ lót dự án các bạn lưu cấp cha nè. Rồi BEBD cái máy của mình nó bay đứng qua các bạn ơi, sáng giờ mình quất luôn, mình làm được 3 cái video rồi. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn, chứ mình làm iGroup lúc nào cũng muốn tranh thủ thời gian vậy. Rồi iGroup này các bạn sẽ nhận được một token có cái hiệu là GVF bằng khoảng 18 USD ạ, 19 USD. Rồi mỗi một lượt ghép nhận 0.5 token. Rồi nhiệm vụ khá là đơn giản, các bạn join vào hai kênh Telegram đó nè, thì các bạn follow nè, follow like and retweet cho Binbot. Rồi các bạn join vào hai kênh channel đó nè, kênh group. Rồi các bạn cái máy mình dập hoài các bạn ơi, cảm ơn nha các bạn. Rồi các bạn follow theo like và retweet cho Pinbot nè, các bạn góp phần nè. Dự án này khá là ngon, các bạn theo dõi nha các bạn. Có 9.824 người theo dõi dự án này, khá là các bạn tất anh em like nè, like 1-2 bài nữa các anh em. Tweet là bài này nè. Phần đây mình tìm dự án đó các bạn. Đây có 2 bài ha. Tết bà thôi, tất cả anh em chào một chút với anh em. Rồi anh em like vào nè, anh em tự quyết thôi nha tất cả anh em. Rồi anh em bắt đếp lại nè. Rồi các bạn anh em cho anh tiếp kênh channel nữa nè. Nhắn tất cả anh em máy lót vòng vòng. Dự án này từ nguồn iGroup của Potter. iGroup này khá là uy tín nha tất cả anh em. Rồi anh em bắt đắp lên nè. Rồi anh em kiểm tra theo Word có like và review cho Binbot tiếp không nha. Sao để hai cái gì ta? Mình sợ hai. Thôi anh em ơi, đem kìm tìm một bài nữa nè. Cái bài này cái tất cả anh em. Rồi tất cả anh em like nè. Anh em test like nè. Rồi anh em mới đơn. Rồi anh em bấm vào mục submit đi tên. Ủa xin em thấy quê quá. Rồi thưa anh em chờ mình chút nha anh em. Ngoài kia đây trời đang mưa quá. Máy lóc chậm. Rồi anh em điền lại địa chỉ ưu xin mình nha tất cả anh em. Anh em vào setting, vào cài đặt, vào setting, vào trang cá nhân của mình, copy anh em của mình, anh em gửi cho bot nè. Rồi anh em điền lại cái địa chỉ username theo word của mình nha tất cả anh em. Em vào trang cá nhân của mình, gặp anh em mà tất cả những cái nó còn 2, 4, 6, 8, 10 tất cả những cái ứng dụng này nọ đồ rồi. Rồi anh em mở dưới địa chỉ ETH của mình em. Anh em dùng chút wallet, Mister wallet, MetaMask nha tất cả anh em. Ba dưới đó là thường thường chạy nền tảng IC20 thông dụng cho tất cả anh em làm iDrop. Anh em đều xài với chút wallet này quá. Tại vì những dưới kia tất cả anh em chuyển tôi cần này nọ đồ mắc chỉnh phí ra này nọ, anh em không biết chỉnh phí ra tôi cần nó gỡ hơi khó nha tất cả anh em.
không ai mình đứng luôn rồi tất cả anh em ơi, bó tay. Luôn có máy kỳ cục vô nè. Chứ ai góp này ha, nếu có máy chảy nước mà làm thì được 2 giây 2 phút nữa các bạn. Rồi nó hỏi vô anh theo gom không, các bạn bấm đo nha các bạn, thôi mình kiểm tra lại các bạn ơi, cho nào muốn kỹ kiểm tra không kỹ thì bấm đo coi gà cái này nó chỉ hỏi thôi, hỏi có hay không mà bấm đo. Rồi các bạn lấy chia sẻ rồi bấm sao tiếp để kiểm tra số tục cần của mình nha các bạn. Wow vô rồi, trời ơi trời muốn chạy nè, wifi nó yếu. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn, tại cái máy mình lót chậm thôi, nữa các bạn bấm vào sao tiếp nó sẽ cập nhật một tục cần cho các bạn, nếu mà nó không có thì nó cũng cập nhật sao cho tất cả các bạn nha. Vậy video mình chào tạm biệt tới đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.